Hai con giáp càng già càng giàu, đổi vận đổi đời, giàu có hết phần thiên hạ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Quý vị thân mến, theo tử vi học phương Đông, mỗi con giáp khi sinh ra đã được đặt định một số mệnh. Số mệnh cuộc đời có người sinh ra đã ngậm thì vàng, mũ bạc, sướng từ trong trứng sướng ra. Hai con giáp lúc trẻ nghèo khổ, lận đận, vất vả đủ đường, đôi lúc còn cảm thấy cuộc sống bế tắc thật sự, còn luôn tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy. Tuy nhiên, khi về già thì lại giàu có hết phần thiên hạ, bất ngờ đổi vận, đổi đời. Sau 35 tuổi, may mắn liên tiếp, tiền bạc ùn ùn tự đến, muốn nghèo cũng không được. Có người đẻ ra đã vừa vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì, vừa ra đời đã thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ khổng lồ, tiền tiêu mấy đời cũng không hết. Đã vậy, họ còn được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối, dạy tất cả những bí kíp kiếm tiền và giữ tiền. Đã giàu thì lại càng thêm giàu, nhà đẹp, xe sang, vợ đẹp, suốt ngày đi du lịch, ăn nhà hàng, đời sướng như tiên, tiền tiêu như núi. Nhưng cũng lại có những người nghèo khổ từ trong trứng nước, sinh ra trong gia đình nghèo khó cơ cực, ăn không đủ no, mặc cũng không đủ ấm, suốt đời lam lũ khổ cực, làm mãi cũng không thể ngóc đầu lên được. Đã thế, quá nhiều vận đen, những xui xẻo cứ thế liên tiếp triền miên trong cuộc đời họ, tiền bạc theo nhau đội nón ra đi. Thậm chí, họ còn nợ nần chồng chất, sống khổ hơn chết. Họ cũng có nhiều cơ hội làm giàu nhưng vì thời vận đổi thay, tiểu nhân hãm hại nên vỡ nợ, mất hết, nghèo khổ, bi thương, mạt kiếp. Số người số phận cứ như đang trêu đùa với họ. Vậy lại có những người sướng trước khổ sau, lúc trẻ vinh hoa phú quý, giàu có, khi về già thì nghèo đói và khổ nhục, tụt xuống vực thẳm mà chẳng bao giờ thoát lên được. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ đến với quý vị và các bạn hai con giáp nghèo khổ, đen đủi, vận hạn thừa. Có khi còn trẻ những tưởng họ sẽ rơi vào bế tắc và bó tay trước số phận nghèo khổ suốt cả cuộc đời, nhục nhã một kiếp người. Vậy mà đến một thời điểm nhất định, đó chính là sau 35 tuổi, thì các sao phúc tinh và lộc tinh bất ngờ thay đổi vị trí, chiếu thẳng vào bản mệnh, khiến cho tiền bạc lũ lượt tự nhiên kéo đến. May mắn bất ngờ liên tiếp khiến cho họ choáng váng. Thập nhị bát tú cũng thay đổi vị trí, khiến cho quý nhân thần tài chỉ lối dẫn đường, phù trợ cho họ trở nên thông tuệ, nhanh nhạy hơn với cuộc sống. Các hung tinh, sát tinh, bại tinh bất ngờ dịch chuyển làm mọi thứ khó khăn, vướng mắc tự nhiên biến mất, mọi sự hanh thông, thuận lợi phi thường. Sau giai đoạn này, giàu nhanh chóng, giàu nứt đố đổ vách khiến không ít người phải ghen tị, đỏ mặt. Vậy những con giáp đó là những con giáp nào? Quý vị có là người may mắn thuộc con giáp đó hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Hai con giáp này sau 35 tuổi vận mệnh xoay ngược dòng, may mắn phúc phận tài phú bùa vây, chúng lớn liên tục. Cuộc sống viên mãn đủ đầy. Có lẽ trên đời này chẳng có ai mong mình già đi, nhưng những con giáp này có lẽ cực thích già đi bởi họ có vận cực tốt. Tuổi càng nhiều thì tài lộc lại càng dồi dào hơn. Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, lặn lội vất vả suốt thời thanh niên trai tráng, để đến khi càng về già càng nhàn nhã, thanh thản, tận hưởng thành quả của cuộc đời mình. Khốn khổ, tủi nhục, bất mãn tuổi trẻ của họ chỉ trở thành gia vị trong tương lai khi có tất cả tiền bạc và danh vọng. Họ sẽ mỉm cười và hoài niệm về những ngày khốn khó đó với sự thấu cảm và hạnh phúc sâu sắc. Sách Tử Vi có viết, trong số 12 con giáp, có 2 con giáp sẽ được Thượng Đế chiếu cố hết mực. Quý vị và các bạn có tò mò đó là con giáp nào hay không? Biết đâu bạn lại đứng ở vị trí đầu bảng trong danh sách này thì sao? Tương lai vô cùng tốt đẹp đang chờ đón bạn đấy. Con giáp đầu tiên là những người tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ trời sinh có quý khí, được Phật Phổ Hiền Bồ Tát độ mệnh. Là những người có sức phán đoán mạnh mẽ, rất thích hợp với buôn bán và đàm phán. Cuộc đời có nhiều may mắn, sự nghiệp thành công vì ngoài trí tuệ, tuổi Tỵ được thời cơ và may mắn làm giàu, đổi đời sau 30. Tuổi càng già lại càng được phúc tinh, tài tinh giúp sức, làm một ăn 10, giàu có hơn người. Họ vẫn sung sướng tốt đẹp phi thường. Càng về già càng giàu, vàng bạc chất đống trong tủ. Tử vi phương Đông nói, về con giáp nào càng già càng giàu, không thể không nhắc đến con giáp tuổi Tỵ. Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, họ vất vả cả thời thanh xuân, tuổi trẻ,
để đến khi về già lại càng nhàn nhã, thanh thản, tận hưởng thành quả của cả cuộc đời, an nhiên, tự tại, sung túc đủ đường. Tuổi Tỵ quan hệ xã hội rất tốt, cũng dễ có được tín nhiệm của mọi người, trong cuộc đời được quý nhân chia sẻ bớt gánh nặng, đưa đường chỉ lối, có được cơ may hiếm có, phát tài trong những thời điểm bất ngờ. Tuổi Tỵ có thiên bẩm là thiên tài chính trị và kinh doanh, rất sáng tạo. Nhiều người tuổi Tỵ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với những ý tưởng kinh doanh táo bạo. Nhiều tỷ phú tuổi Tỵ sớm gặt hái được nhiều thành công và nổi tiếng nhất thế giới. Rất nhiều thiên tài chính trị và kinh doanh tuổi Tỵ có tầm ảnh hưởng quốc tế như Abraham Lincoln, vị tổng thống tài ba, tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Abraham Lincoln đã được các sử gia Mỹ vào năm 2009 bình chọn là nhà lãnh đạo tài ba nhất. Theo đó, Lincoln trở thành tổng thống Mỹ tài ba nhất lịch sử. Trường hợp tiếp theo là Mahatma Gandhi, vị anh hùng người Ấn Độ. Ông được hàng triệu người dân Ấn Độ gọi một cách tôn kính là Mahatma, nghĩa là linh hồn lớn, vĩ nhân hoặc đại nhân. Ông là người cha già giải phóng cho cả dân tộc Ấn Độ. Tại Việt Nam có thể kể đến vài cái tên như ông Phạm Văn Bự, Chủ tịch Ngân hàng Đông Á, ông Mạch Thu Đức, Chủ tịch Ngân hàng Phương Đông, ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Vàng Bạc Đá Quý Doji và Tiên Phong Băng, bà Mai Kiều Liên, 150 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953, tuổi Tỵ, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk. Trời sinh những người tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi, lanh lẹ. Họ luôn biết nắm bắt những thời cơ xung quanh để gây dựng cuộc sống viên mãn, đủ đầy. Những người cầm tinh con rắn sở hữu một ham muốn làm giàu vô cùng mạnh mẽ. Họ luôn ý thức được việc phải tạo dựng cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, đủ đầy cả về vật chất và tinh thần. Họ luôn tìm ra được những cơ hội kiếm tiền tiềm ẩn mà những người khác không thể nhìn ra được. Con giáp tiếp theo chính là những người tuổi Mùi. Tuổi Mùi trời sinh rất thông minh, hiền lành, chăm chỉ. Lúc trẻ phải chịu rất nhiều cực khổ, nhưng lại có ý chí vươn lên phi thường. Họ luôn biết chấp nhận, thậm chí là chịu đựng những thất bại để học được những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống. Chính vì vậy, họ luôn có những mối quan hệ xã hội rộng rãi, bạn bè tốt, giúp đỡ hết lòng. Người tuổi Mùi có khả năng tích lũy tài sản rất giỏi, biết chi tiêu hợp lý, tiền bạc không bị hao hụt vô ích. Sau 35 tuổi, tuổi Mùi thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống khởi sắc, phú quý, giàu sang. Những người tuổi Mùi càng về già càng phất lên như diều gặp gió. Mọi kế hoạch kinh doanh, sự nghiệp của họ đều thành công vang dội, mang lại nhiều tài lộc, tiền bạc dồi dào. Tuổi Mùi rất sáng tạo, có nhiều ý tưởng đột phá, biết nắm bắt thời cơ, khi có cơ hội là không bỏ lỡ. Người tuổi Mùi rất có duyên với tiền bạc, có thể kiếm được rất nhiều tiền từ các dự án đầu tư hoặc kinh doanh. Những người tuổi Mùi nổi tiếng như Albert Einstein, nhà bác học thiên tài người Đức, Tôn Trung Sơn, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Trung Hoa, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn VinGroup, một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Người tuổi Mùi có tính kiên trì, bền bỉ, không dễ dàng bị khuất phục bởi khó khăn. Đây chính là yếu tố giúp họ thành công và giàu có. Người tuổi Mùi sinh ra đã có số mệnh phú quý, chỉ cần họ biết cố gắng và không ngừng nỗ lực thì sẽ đạt được thành công rực rỡ trong tương lai. Có những dấu hiệu này thì vận số cực tốt, phước lớn hưởng ba đời, càng già càng giàu sang sung túc. Xin mến chào quý thính giả. Quý vị thân mến, cổ nhân thường dạy, tướng tùy tâm sinh. Đây là một sự thật được công nhận không chỉ ở các nhà nhân tướng học mà còn là quan điểm trong đạo Phật lẫn ông bà ta ngày xưa. Có nét tướng được cho là tốt đẹp của vận số con người trông không giống như nét tướng dưới cái nhìn của giới phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng hạn như chiếc cằm to của người phụ nữ báo hiệu họ có vận mệnh tốt khi về già, nhưng đối với giới thẩm mỹ thì cho rằng đó là nét tướng xấu. Chính vì không hiểu rõ về nhân tướng học mà nhiều người đã vô tình phá tướng của mình. Phá tướng ở đây không phải là phá ngoài tướng mạo mà làm thay đổi tướng mệnh, từ đó làm đổi vận mệnh của chính mình. Kính thưa quý vị, phẫu thuật thẩm mỹ như con dao hai lưỡi, có thể giúp người tướng xấu bớt phần xui xẻo, nhưng ngược lại có người đang mang nét tướng tốt nhưng thấy không hợp mắt, trang điểm chỉnh sửa, cuối cùng phá luôn vận may mà mình đang có, khiến cho cuộc đời đi theo một hướng hoàn toàn khác. Cho nên, để tránh sai lầm đó, hôm nay chúng tôi tổng hợp đến bạn những nét tướng của người phụ nữ, dù xấu nhưng lại là điềm báo số cực tốt.
Xin mời quý vị hãy cùng xem hết video để xem mình có được bao nhiêu trong đó rồi nhé. Thứ nhất, người có chân to, thô. Phụ nữ thường thích đôi chân thon dài, nụt nà mà không có được, ngược lại bị thay thế bằng đôi chân to, mập mạp thì cũng đừng quá muộn phiền. Đúng là đôi chân khi bạn nhìn thiếu thanh thoát, mặc đồ cũng kém đẹp hơn, nhưng về lâu dài thì đó lại là nét tướng tốt. Theo các chuyên gia nghiên cứu về nhân tướng, đôi chân của người phụ nữ trong nhà cũng giống như cây cột trụ nâng đỡ tài lộc, phúc khí của cả gia đình. Thế nên, nếu cột trụ mà to, vững thì tất nhiên gia đạo sẽ an yên. Chân to với nhiều lộc, quả thực đó là nét tướng phát tài. Bạn sẽ có khả năng làm giàu rất tốt, chẳng những kiếm được tiền mà còn biết giữ tiền nữa. Lấy chồng thì chồng con được nhờ, còn nếu ai chưa tìm được người tốt thì hãy cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống, bởi chính bạn đã là đại gia thì sao phải nhờ cậy vào ai nữa. Thứ hai, người phụ nữ ngực lép. Quý vị thân mến, đây chắc hẳn là nét tướng mà không có người phụ nào muốn có, bởi lẽ là phụ nữ rất tự tin thì nếu như có ngực lép. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng điều này lại thu hút tài cực mạnh. Những người phụ nữ ngực lép thường có phúc khí lớn. Từ khi còn độc thân, họ đã có cho mình một gia sản lớn, về già có cuộc sống giàu sang, phú quý, tiền tiêu hoài không hết. Theo nhân tướng học, thì đây là đặc điểm của phụ nữ hút tài, hút lộc vô cùng mạnh mẽ, vì thế bạn đừng phá đi nét tướng này nếu thật sự không cần thiết để về sau không phải hối hận. Thứ ba, người có mắt một mí. Như chúng ta đã biết, phần nằm giữa mắt và lông mày, tức mí trên mắt được gọi là cung điền trạch. Ở cung điền trạch sẽ thể hiện tài sản của một người, gồm có bất động sản như đất đai, nhà cửa hay tiền bạc, sổ tiết kiệm. Nếu phẫu thuật thẩm mỹ làm ảnh hưởng đến phần cung điền trạch, phá dở khí tướng ở đây như cung điền trạch có vết sẹo, bị lông mày che lấp hay có nốt ruồi, hình xăm thì đều có thể gây tổn hao tài sản. Ngày nay, việc phẫu thuật từ mắt một mí thành mắt hai mí vô cùng phổ biến. Nếu làm thì khó tránh khỏi sẽ để lại một đường sẹo mờ trên mí mắt. Theo nhân tướng học, nếu phạm phải điều này thì vận khí từ 50 tuổi trở đi sẽ bị ảnh hưởng, bắt đầu từ năm này đến lúc về già, tài sản có thể sẽ xảy ra tranh chấp, thị phi, gây tác động xấu đến vận mệnh cuộc đời. Thứ tư, người có mũi tròn, đầy đặn. Quý vị thân mến, các cụ xưa có câu vợ chồng tướng khuôn mặt, trong đó mũi nằm ở vị trí vô cùng quan trọng, đại diện cho cung tài bạch và suy nghĩ chủ quan của cá nhân. Với nữ mệnh, mũi còn đại diện cho cung phu, nghĩa là cung chồng. Nhiều người nghĩ rằng mũi to, nét thô xấu nhưng đó lại là điềm báo của người có tướng tài lộc và gia đạo bình an. Ở tuổi 50 trở đi, khu vực sống mũi nằm giữa hai mắt và là khởi điểm của mũi được gọi là sơn căn. Nếu sơn căn quá thấp thì chứng tỏ nữ mệnh khó được hưởng hồng phúc của chồng, cũng chính là khó lấy được người chồng như ý, đồng thời vận khí của người chồng cũng không tốt, cuộc sống khó khăn, vất vả. Trong trường hợp này, bạn có thể nâng sống mũi lên một chút để sơn căn cao hơn, vận khí cũng tốt hơn phần nào. Tuy nhiên, nhiều cô gái vì chạy theo vẻ đẹp thời thượng mà phẫu thuật quá đà, nâng sống mũi lên thật cao. Vốn dĩ, sống mũi vừa phải, đầu mũi tròn, đầy đặn là tướng vượng phu, nhưng vì đẹp mà đem sửa cho sống mũi cao, đầu mũi nhọn, phá tướng tốt thành xấu. Lúc này, mũi có hình dáng nhọn giống như lưỡi dao, trở thành tướng khắc chồng, phải chịu đời cô hoạnh, đơn côi. Thứ năm, người có lông mày dày, rậm. Theo nhân tướng học, lông mày là đại diện cho cung khuyên đễ, cung bằng hữu, chính là chỉ các mối quan hệ xã hội. Nó cũng là cung tài bạch thứ hai trong nhân tướng học. Những người có khuôn mặt đầy đặn, phương phi, lông mày rõ ràng, sắc nét thường là người có tài. Những người này rất có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, chịu khó, tích lũy từ chuyện nhỏ để theo đuổi mục tiêu của bản thân. Một khi họ đã quyết định thì sẽ kiên trì tới cùng, không bao giờ thay đổi. Họ còn là người có tính cách thẳng thắn, dũng cảm, khí phách. Một khi đã quyết định việc gì sẽ can đảm tiến lên, không ngại khó khăn hay cản trở, không thành công quyết không bỏ qua. Chính nhờ tính cách này mà về già, họ hưởng được đời sống sung túc về tiền bạc, gia đạo yên ấm, chồng con yêu thương. Đối với phụ nữ có lông mày thưa, mỏng, có thể chọn cách đi theo lông mày, làm vậy có thể giúp cho nhân duyên vượng phát, quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ là không bao giờ được cạo hết lông mày đi, sau đó vẽ, kẻ hay theo lông mày. Nhìn bên ngoài không ai phát hiện ra bạn không có lông mày, nhưng kỳ thực vẫn chẳng thể thoát khỏi việc phá tướng.
lông mày không có cũng là điềm báo tài lộc tiêu tán, cô đơn, hiu quạnh, không người bầu bạn lúc về già. Thứ sáu, người có cầm đầy đặn. Ngày nay đa phần mọi người thường thích cầm nhọn dê lai, chứ không ai còn chuộng cầm đầy hay cầm chẻ. Tuy nhiên, theo nhân tướng học, người có tướng cầm đầy mới là cực kỳ quý tướng. Những người này từng sống khó khăn ban đầu, không tốt lắm, hoặc chỉ làm ăn nhỏ ở công ty, cơ quan, chỉ là nhân vật có địa vị bình thường, thậm chí là trắng tay. Nhưng nhờ thời thế thay đổi, họ sẽ phất lên, đạt được thành tựu trong cuộc sống. Đây là tướng mặt tay trắng dựng nghiệp rất điển hình, tuổi trẻ bỏ công bỏ sức, về già được hưởng thành công muộn nhưng vô cùng rạng rỡ. Thứ bảy, người có mặt dương chữ điền. Mặt kiểu chữ điền nghĩa là trán có dạng hình vuông, khung xương quai hàm nhô ra, đồng thời khuôn mặt đầy đặn. Ở phụ nữ có khuôn mặt tương đối phóng khoáng, rộng lượng, đối xử tốt với bạn bè, họ có tính cẩn thận tỉ mỉ, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè vượt qua hoạn nạn khó khăn. Đây có thể coi là một nét tướng xấu. Tuy nhiên, đây lại là người phụ nữ rất tài hoa, thông minh, sắc sảo. Họ thừa hưởng nhiều phúc đức, tài vận, bước vào giai đoạn trung giãn, đến khi già, họ sẽ có cuộc sống vô cùng giàu sang, viên mãn. Đa phần phụ nữ có mặt chữ điền là tay hồng chìa quá tốt, cưới được người vợ này, các ông chồng hãy cứ yên tâm về khả năng tài chính của gia đình. Chuyên gia phong thủy chỉ ra, trước cửa đặt ba món đồ bình dân này, gia chủ dưỡng khí sinh tài, con cháu bảy đời giàu sang. Xin mến chào quý thính giả. Quý vị thân mến, có lẽ bất cứ gia đình nào cũng có ba thứ, tuy giản dị nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong phong thủy. Đặc biệt là nếu đặt chúng ở trước cửa chính, gia chủ sẽ phất lên như diều gặp gió, hưng cả đời không hết. Mẹo phong thủy đơn giản, dễ thực hiện này sẽ được bật mí trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Theo chuyên gia phong thủy Hồ Minh, được mệnh danh là một trong những bậc thầy phong thủy nổi tiếng nhất hiện nay tại Trung Quốc, ông là tác giả của nhiều cuốn sách phong thủy được xuất bản khắp quốc gia. Ông đã chỉ ra rằng cửa chính đóng vai trò vô cùng quan trọng với mỗi gia đình, bởi nó không chỉ là bộ mặt của gia chủ, là nơi đón tiếp khách vào nhà mà còn là nơi đón năng lượng tốt, chặn năng lượng xấu. Chính vì vậy, trong phong thủy, cửa chính đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới vận khí của cả ngôi nhà. Nếu chúng ta đặt ba món đồ bình dân này ở cửa chính, có thể giúp gia chủ dưỡng khí sinh tài, sức khỏe dồi dào. Món đồ bình dân đầu tiên được chuyên gia nhắc tới là mở cửa nhìn thấy màu đỏ. Theo phương diện phong thủy, mở cửa thấy màu đỏ có nghĩa rằng mở cửa nhìn thấy việc vui. Do đó, chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ nên đặt những đồ vật cắt tường có màu đỏ ở khu vực cửa chính, vì những món đồ này là biểu tượng của điềm lành, giúp căn nhà tăng thêm sinh khí và dương khí. Xét về phương diện văn hóa, màu đỏ cũng được cho là màu của sự may mắn theo quan niệm của người phương Đông. Trên phương diện sức khỏe tinh thần, dùng màu đỏ cho trang trí nội thất khu vực cửa sẽ đem lại cảm giác ấm cúng khi vừa bước vào nhà. Màu đỏ cũng giúp kích thích não bộ, đem lại cảm giác phấn chấn vui vẻ. Nhờ những điều này mà căn nhà luôn tràn ngập sinh khí, đón những năng lượng tốt vào nhà. Điều này không chỉ giúp gia chủ dưỡng khí mà còn giúp nâng cao sức khỏe tinh thần của các thành viên trong gia đình. Sau một ngày đi học, đi làm mệt mỏi, giúp bầu không khí trở nên dễ chịu, thoải mái như được tiếp thêm năng lượng để đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Món đồ bình dân thứ hai là mở cửa nhìn thấy màu xanh. Quý vị thân mến, cũng giống như mở cửa thấy màu đỏ, gia chủ có thể đặt thêm một số chậu cây cảnh có màu xanh bắt mắt mang ý nghĩa chiêu tài đón lộc như cây kim ngân, trúc phú quý, kim tiền. Những cây xanh này không chỉ giúp cải thiện vận khí của cả căn nhà, giúp gia chủ chiêu tài đón lộc, mà xét về phương diện sức khỏe, màu xanh là màu giúp làm dịu mắt, đồng thời giúp hệ thần kinh của chúng ta thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Do đó, đặt một chậu cây xanh ở khu vực cửa ra vào vừa dưỡng mắt vừa mang lại cho mọi người cảm giác sinh khí tràn trề. Điều này rất tốt cho vận khí của cả căn nhà, nâng đỡ tài lộc của gia chủ. Món đồ bình dân thứ ba là mở cửa nhìn thấy tranh. Theo quan niệm của người xưa, những thư pháp nho nhã trong văn hóa của người phương Đông thường mang ý nghĩa chúc tụng, ngợi ca và giáo dục. Do đó, chúng ta thường dễ dàng bắt gặp những bức tranh này trong nhà các gia đình truyền thống. Theo đó, chuyên gia phong thủy Lý Cư Minh chỉ ra rằng gia chủ có thể treo một bức tranh phong thủy ở khu vực cửa chính ra vào. Bởi theo phong thủy, những bức tranh thư pháp tượng trưng cho hòa khí, sự minh tuệ và hưng dượng.
Tranh thư pháp thường mang tới những vận may cho con đường công danh, sự nghiệp của gia chủ. Hơn nữa, nếu vừa mở cửa nhìn thấy một bức tranh nho nhã, không những có thể khiến mọi người cảm nhận được chiều sâu của gia chủ mà còn có thể giảm cảm giác nhẹ nhàng, khoan thai sau khi bước vào nhà. Về mặt kiến trúc, treo một bức thư pháp ở khu vực cửa cùng với thiết kế thông minh có thể giúp không gian trở nên mềm mại và tinh tế hơn, qua đó thể hiện trình độ thưởng thức nghệ thuật của gia chủ. Trên đây là lời khuyên của chuyên gia phong thủy Lý Cư Minh về 3 món đồ bình dân có thể đặt ở cửa chính giúp gia chủ dưỡng khí sinh tài, nâng cao sức khỏe. Đây cũng là những món đồ đơn giản, rất dễ tìm mà hầu như nhà nào cũng có. Vì thế, chúng ta có thể tùy vào không gian và cách bài trí nhà mình mà bổ sung vào cửa chính những món đồ bình dân mà chương trình vừa chia sẻ nhé. Quý vị thân mến, chắc hẳn không còn xa lạ gì với củ tỏi đúng không ạ? Đây là một nguyên liệu nấu ăn không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, trên thực tế, loại củ nhỏ nhưng có vỏ này còn có vô vàn công dụng khác nhau trong phong thủy, tâm linh và cuộc sống. Chẳng vậy mà rất nhiều gia đình giàu có luôn biết tận dụng củ tỏi, áp dụng mẹo phong thủy dùng tỏi đặt vào đúng vị trí trong nhà để giữ cho gia đạo luôn bình an, thu hút được tài lộc và may mắn. Nếu chúng ta đặt một củ tỏi vào chỗ này, sau 3 đêm sẽ đổi vận, giàu sang sung sướng, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà. Đầu tiên là mẹo phong thủy đặt một nhánh tỏi ở đầu giường hoặc dưới gối. Quý vị thân mến, có nhiều người thường xuyên lấy tỏi đặt dưới gối hoặc để trên đầu giường khi ngủ. Hành động này khiến không ít người thắc mắc vì sao người ta phải làm như vậy. Theo quan niệm phong thủy tâm linh, một trong những nguyên nhân dẫn đến mất ngủ, mộng mị là do khí lạnh, tà khí gây ra. Vào ban đêm, khi con người đi ngủ cũng là lúc âm khí dễ xâm nhập nhất. Tỏi có tính nóng, giúp chống lại hơi lạnh, hơn nữa ma quỷ rất sợ mùi tỏi nồng này. Chính vì thế, dân gian cho rằng nếu quý vị đặt tỏi ở đầu giường sẽ xua đuổi được tà ma, tránh ám khí, ám vọng vào phá giấc ngủ của chúng ta. Tỏi có thể trị chứng mất ngủ. Điều này thậm chí đã được chứng minh dưới góc độ khoa học sức khỏe bởi các chuyên gia đã chỉ ra rằng trong tỏi có chứa hợp chất allicin. Mùi của chất này sẽ làm dịu căng thẳng, khiến người khó ngủ có thể có giấc ngủ ngon hơn. Mùi tỏi nồng còn có thể xua đuổi những loại côn trùng như ruồi, muỗi, bọ xít, khiến chúng phải tránh xa không gian ngủ của chúng ta. Như vậy, quý vị cũng có thể thấy xét về mặt khoa học sức khỏe hay trong phong thủy tâm linh, việc đặt tỏi dưới gối cũng có ý nghĩa nhất định. Quý vị có thể làm. Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh, hầu hết những người thực hiện đều có một giấc ngủ ngon, ngủ sâu và ít mắc các bệnh về hô hấp hơn trước. Khi tỉnh dậy với năng lượng tốt, tích cực mới có thể làm việc hiệu quả, thu hút phúc khí, may mắn nhiều hơn. Ngoài việc đặt tỏi dưới gối giúp ngủ ngon, tránh tà khí, hơi lạnh xâm nhập, tỏi còn giúp gia đình bình an, may mắn. Quý vị cũng có thể áp dụng một số mẹo phong thủy khác với tỏi như sau. 1. Quý vị hãy đặt tỏi lên bàn thờ thần tài, thổ địa. Tốt nhất là khi cúng, gia chủ nên kèm theo một đĩa tỏi gồm 5 củ tươi nguyên, đẹp mắt hoặc thậm chí cho cả bó tỏi cũng được. Chắc hẳn rất ít người trong chúng ta biết rằng ông thần tài và ông địa là những bậc thần thánh sở hữu năng lực. Có hạn các yêu ma quỷ có công phu cao hơn thì ông thần tài và ông địa sẽ bị phá phách, làm tổn hại. Do vậy, tỏi được sử dụng để khiến cho ma quỷ giảm đi công lực một phần nào đó hoặc làm cho chúng sợ hãi, bỏ đi, không dám lại gần, xâm hại bàn thờ thần tài. Ngoài ra, khi đặt tỏi lên bàn thờ thần tài, thổ địa sẽ tăng linh khí, độ thanh tịnh, nhờ đó gia chủ sẽ được bảo hộ toàn diện về công danh, sự nghiệp, tiền tài, không sợ tà khí, không lo ma quỷ quấy phá. 2. Quý vị hãy treo tỏi ở trước cửa nhà. Vị trí lý tưởng nhất để treo tỏi trừ tà trong nhà chính là ở vị trí cửa ra vào. Quý vị hãy treo một dây tỏi hoặc đặt một bó tỏi trước cửa chính hoặc cửa sổ. Điều này sẽ ngăn chặn những nguồn năng lượng tiêu cực vào nhà, giúp căn nhà luôn tràn ngập dương khí, thu hút những điều tốt đẹp, may mắn. Đặc biệt, khi treo tỏi ở cửa sẽ khiến ma quỷ khiếp sợ, không dám bén mảng tới nhà của chúng ta. Hơn nữa, một bó tỏi lớn được treo ngay ngắn ở cửa nhà còn là tín hiệu mời gọi, thu hút tiền tài vào nhà. Do đó, gia chủ không nên bỏ qua mẹo phong thủy này để giúp gia đình gặp nhiều may mắn. 3. Quý vị hãy đặt tỏi trong nhà bếp. Từ xưa đến nay, ông cha ta có câu bếp là nơi giữ lửa cho cả nhà. Quả đúng như vậy, bếp là không gian rất quan trọng trong mỗi gia đình. Theo các chuyên gia phong thủy,
Tỏi có thể hút tài lộc rất tốt, mang đến vận may, xua đuổi ma quỷ, côn trùng. Bên cạnh đó, khi quý vị bày trí tỏi trong nhà bếp sẽ giúp hấp thụ nguồn năng lượng tích cực, giúp luồng khí trong căn bếp luôn dễ chịu. Tuy nhiên, khi đặt tỏi trong bếp, gia chủ cần đảm bảo tỏi còn tươi, không để tỏi bị mốc, mọc mầm. Điều này không chỉ làm giảm dương khí của gia chủ mà còn không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Kính chào quý vị khán giả của kênh. Ai cũng mong mình gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng suôn sẻ, không gặp trở ngại. Thực tế, phong thủy liên quan mật thiết đến cuộc sống của con người. Khi tài vận của ta thay đổi thì sẽ luôn có một số điềm báo nhắc nhở ta. Kính thưa quý vị, một khi trong nhà xuất hiện những dấu hiệu này, ta nên đặc biệt chú ý, đây là điềm lành, từ trên trời rơi xuống, quý nhân sẽ đến, gia chủ sẽ sớm làm ăn phát tài, tiền về đầy ví. Nhện giăng tơ, người xưa có câu nhện giăng tơ, thần tài đến. Điều này cho thấy con nhện giăng tơ là biểu tượng tốt lành. Tuy loài nhện trông khá đáng sợ, nhưng tơ nhện lại là biểu tượng của sự thịnh vượng và vận may từ trên trời rơi xuống. Nếu một ngày kia bạn bước ra khỏi nhà mà thấy con nhện giăng tơ rủ xuống thẳng đứng, điều này chứng tỏ thời gian tới bạn sẽ được thần tài phát tài lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Có thể bạn sẽ có cơ hội thăng tiến vượt bậc hoặc nếu làm kinh doanh, bạn sẽ buôn may bán đắt, thu hái muộn tiền. Ông làm tổ, người xưa thường nói đất lành chim đậu. Ngoài ra, chim én và ông đều là những con vật mang tính dương rất linh, nên những con vật này xây tổ ở nhà chứng tỏ nhà có phong thủy tốt. Sống trong ngôi nhà có những dấu hiệu này càng lâu thì sẽ càng phát tài, giàu có, cuộc sống vô cùng viên mãn, vợ chồng con cái tâm đầu ý hợp, hạnh phúc trọn đời. Chính vì thế, nếu phát hiện nhà mình có chim dơi hoặc ong về xây tổ thì nên giữ nguyên hiện trạng, không nên xua đuổi chúng đi để tài lộc tới nhà. Bên cạnh đó, dơi làm tổ trong nhà được coi là một trong những dấu hiệu dự báo rằng gia đình bạn sẽ gặp may mắn trong vấn đề tiền bạc, tài chính. Cổng vững chắc, tường kiên cố, không phai màu, đây cũng là tham gia vào hơi thở lưu thông, có vai trò quan trọng trong phong thủy và quyết định tài lộc của ngôi nhà. Nếu cửa của ngôi nhà có thể chịu được mưa gió trong nhiều năm và bền màu như cũ thì có nghĩa là phong thủy của ngôi nhà này đặc biệt tốt. Đặc biệt, phần cửa chính sơn lúc nào cũng như mới, không phai màu, thì có chết bạn cũng đừng chuyển nhà đi bởi ngôi nhà này sẽ mang tới cho gia đình bạn nhiều điều may mắn trong công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà cổ có kết cấu dầm. Nếu tường và dầm trong nhà vẫn vững chãi như mới sau bao năm sương gió thì chứng tỏ gia đình đó có phong thủy tuyệt vời. Sống trong môi trường như vậy lâu ngày không chỉ có thể làm mới bản thân mà còn có thể thu hút được quý nhân tới cửa không ngừng. Sau nhiều năm phát triển và tích lũy, chắc chắn sẽ giàu có. Tuy nhiên, nếu cổng hay tường bị hỏng thì bạn nên sửa lại ngay lập tức để tránh cho tài lộc bị hao hụt. Chó vào nhà, người ta thường nói câu chó đến nhà thì sang. Việc chó lại chạy vào là thường được coi là điềm lành, báo hiệu cho việc người trong nhà sẽ gặp may mắn hoặc tài vận sẽ đến. Màu sắc của chú chó khác nhau có thể đem đến cho gia chủ những sự may mắn khác nhau. Nếu là chú chó màu đen chạy vào nhà bạn thì có nghĩa gia đình bạn sẽ được giàu có sự bảo vệ gia đình vượt qua những khó khăn. Nếu chó có màu trắng, nghĩa là gia đình bạn sẽ nhận được nhiều sự bình an, may mắn trong tình yêu. Nếu đó là chú chó vàng, đây là điềm báo cho sự thịnh vượng, hạnh phúc và an khang. Bên cạnh đó, chó còn đem lại sự trung thành, trí nhớ tốt, đem lại cho bạn nhiều may mắn trong công việc, học tập hay thi cử. Chó đến nhà biểu hiện cho việc có kẻ căn nhà giữ của, là thần giữ của nên sẽ giàu có. Bướm bay vào nhà, theo nền văn hóa phương Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc, bướm bướm được xem là biểu tượng của linh hồn người đã khuất. Nó kết nối giữa sự sống và cái chết. Nói như vậy cũng là có nguyên do. Ai cũng biết quá trình hình thành nên một con bướm xinh đẹp là như thế nào. Quá trình sinh trưởng từ một con sâu xấu xí thành một con bướm xinh đẹp được ví như hành trình của một đời người, từ khi sinh ra, lớn lên, lập gia đình cho đến khi chết đi, được chôn cất sang cát. Nhiều người tin tưởng loài bướm có thể ẩn chứa linh hồn của người đã chết. Vì thế, khi bướm bướm bay vào nhà chứng tỏ linh hồn người thân của họ trở về thăm nhà và đem lại những điều may mắn. Nếu nhìn thấy bướm xuất hiện quanh nhà bạn thì đừng bao giờ xua đuổi nhé. Việc cố gắng bắt bướm hoặc vô tình giết chết một con bướm có thể làm suy giảm may mắn của bạn. Nếu màu sắc của bướm gần như màu đen, màu xám thì các bạn sẽ nhận được tin tức tốt lành liên quan đến công việc kinh doanh hoặc là nghề nghiệp đang theo.
bướm có màu sắc tươi sáng thì sẽ mang đến cho các bạn vận may về đường tình duyên. Cây khô héo đâm chồi nảy lộc, những mầm cây nảy mầm từ thân gỗ là chuyện bình thường, nhưng cây khô héo lâu ngày mà hành lá bỗng đâm chồi nảy lộc chứng tỏ tài lộc của bạn sắp có biến động lớn trong thời gian tới. Gia chủ có thể gặp được nhiều điều may mắn trong sự nghiệp, đường công danh sự nghiệp của bạn trong thời gian tới xuôi thuận hơn rất nhiều. Có thể bạn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, có nhiều cơ hội hơn trong công việc. Hãy tưởng tượng xem, cây cối khô héo còn có thể đâm chồi trở lại, huống chi là con người. Ngoài ra, 6 điều trên còn có những điềm báo xấu ta nên chú ý để tránh. Cá cảnh, cây cối trong nhà chết bất thường, đây là điềm báo môi trường phong thủy trong ngôi nhà của bạn đang không tốt. Nếu như dịch chuyển bể cá hoặc chậu cây sang vị trí khác mà mọi thứ trở nên bình thường thì việc các bạn phải làm chỉ là điều chỉnh lại phong thủy. Thế nhưng, đã thử mọi cách nhưng cây, cá vẫn tiếp tục chết bất thường, hoàn toàn không thay đổi một chút nào thì cách tốt nhất để giải quyết chính là các bạn nên mời chuyên gia phong thủy về để hóa giải nhằm giúp gia đình tránh hao tổn vận khí. Liên tục làm đổ vỡ đồ đạc trong nhà, đồ đạc sử dụng trong nhà liên tục bị đổ vỡ, các thành viên trong gia đình thường xuyên bị thương, chảy máu hoặc đèn điện đứt bóng. Hơn phân nửa các bức tranh treo trên tường lần lượt rơi xuống thì đó chính là dấu hiệu báo có một luồng từ trường không tốt xuất hiện trong gia đình của bạn. Bồ câu vào nhà, như chúng ta đã biết, bồ câu trắng đại diện cho hòa bình. Thế nhưng với kinh nghiệm lâu đời của người xưa thì bồ câu trắng bay vào nhà tuyệt đối không phải là một điềm tốt. Thậm chí nếu như gặp phải trường hợp này, các bạn nên cẩn trọng trong mọi đường đi nước bước để bản thân mình có thể tránh gặp phải những tai nạn đáng tiếc hay những xui rủi không mong muốn. Thú cưng có phản ứng lạ, các chú chó cưng không đơn giản chỉ là vật nuôi căn nhà mỗi ngày mà chúng còn rất nhạy cảm với những gì con người chúng ta không thể cảm nhận hay thấy được. Khứu giác của chúng vốn nhạy bén hơn của con người chúng ta đến hàng chục lần. Nếu đang ở nhà hay khi các bạn chú chó cưng đi đến nhà một ai đó mà chúng lại sủa không ngừng vào một khoảng không hay rên rỉ, thậm chí là nhất quyết không chịu vào một căn phòng thì hãy thật cẩn thận bởi nơi đó thật sự có vấn đề đấy. Ngoài khu vực nhà cửa, khi ra đường, bạn cũng có thể gặp những điềm báo may mắn. Niềm tin của chúng ta trong các dấu hiệu may mắn và không may mắn hầu như nằm trong tiềm thức mỗi người, quá nhiều để có thể giải thích tường tận. Một số hiện tượng thường xảy ra với chúng ta như một tấm gương bị vỡ, bị một con ong đốt, mắt bạn giật liên tục, vân vân. Ngay lập tức, chúng ta tự hỏi điều đó sẽ mang lại cho mình điều tốt hay xấu. Sau đây là một số dấu hiệu, sự kiện phổ biến trong cuộc sống hàng ngày được cho là điềm báo của sự may mắn. Khi ai đó cho bạn tiền vào những ngày may mắn, đó là dấu hiệu chắc chắn rằng bạn sẽ có một sự gia tăng đáng kể về tiền bạc. Ngày may mắn thường được xem là ngày rằm và ngày mùng 1 trong tháng, hay những ngày hợp với tuổi của bạn. Có thể tìm thấy những ngày này trong lịch vạn sự Việt Nam. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ tiền mặt cho bạn trong ngày đó vì nó được coi là đồng tiền may mắn. Tiền có thể được giao cho bạn theo nhiều cách. Nó có thể là một ai đó trả nợ cho bạn hoặc một người nào đó đem lại cho bạn một tin tốt lành, có lợi lớn cho dự án hay công việc của bạn. Đó cũng chính là niềm tin đằng sau các truyền thống lì xì lấy may trong những ngày đầu năm mới âm lịch. Đặc biệt, ngày rằm tháng giêng còn được xem là ngày của phép lạ, do đó tiền nhận được vào ngày này luôn luôn được coi là tiền may mắn. Khi phân chim rơi vào đầu bạn, nhiều người tin rằng đây là một dấu hiệu chính của sự giàu có đến từ thiên đường. Do đó, mặc dù nó thực sự là kinh khủng và một sự bất tiện lớn khi điều này xảy ra với bạn, hãy thoải mái vì trong thực tế điều này được mô tả là chỉ một sự may mắn. Trong thực tế, hầu hết những thứ liên quan tới gia cầm đều có xu hướng mang lại may mắn, chẳng hạn như khi con chim bay về nhà của bạn và bắt đầu làm tổ trong và xung quanh ngôi nhà của bạn. Trong khi loài dơi mang lại sự phong phú, chim mang tin tốt và cơ hội tốt. Nếu như sau đó có những loài chim ác, kém may mắn tới nhà bạn như quả ác điểu, chim sẽ biết cách bảo vệ tổ của mình hay là bảo vệ ngôi nhà bạn. Vì vậy, hãy chào đón chim với vòng tay rộng mở. Khi bạn nhìn thấy sao băng, tại thời điểm nhìn thấy sao băng, bạn lập tức nguyện ước điều bạn mong muốn thì sẽ có kết quả trong thời gian 30 ngày sau đó. Nếu bạn bị bệnh, sức khỏe bạn sẽ dần tốt hơn. Nếu vận may của bạn đang kém thì sau đó sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Nếu bạn đã mất đi một cái gì đó, bạn sẽ lấy lại nó. Ví dụ, nếu bạn vừa chia tay với bạn trai của bạn, bạn sẽ làm lành với anh ta hoặc tìm được một bạn trai mới. Vì vậy, hãy luôn chuẩn bị điều ước cho mình mỗi khi gặp sao băng.
lập tức nhắm mắt lại và ước nguyện. Phúc cho anh nào lấy vợ thuộc bốn con giáp này, gia đạo viên mãn, càng già càng giàu. Quý vị thân mến, đối với nhiều người lớn tuổi trong nhà, vẻ ngoại hình của các cô gái không chỉ được xem trọng mà còn là yếu tố quyết định, ảnh hưởng sâu sắc đến duyên số và hạnh phúc của họ trong tương lai. Đây không chỉ là quan điểm cá nhân mà còn phản ánh một phần vận mệnh của các cô gái, nơi một quyết định nhỏ có thể mở ra những hướng đi mới cho cuộc đời họ. Đi sâu hơn vào những tín ngưỡng và niềm tin trong nền văn hóa truyền thống, hệ thống 12 con giáp luôn chiếm một vị trí quan trọng, với sức ảnh hưởng sâu rộng đến việc dự báo vận hạn và phác họa tính cách mỗi người. Đặc biệt, trong vòng tròn ấy, chúng ta không thể không nhắc đến phụ nữ thuộc bốn con giáp tiêu biểu với những phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Họ là những người kiên cường, không ngại đương đầu với thách thức, miệt mài lao động và bước đi vững chắc trên con đường sự nghiệp. Không chỉ dừng lại ở đó, may mắn, tài lộc dường như luôn mỉm cười với họ. Sự thành đạt trên con đường công danh không chỉ giúp họ tự thân vững vàng mà còn có thể đem lại nguồn tài chính dồi dào cho gia đình. Theo thời gian, họ càng sống lâu thì càng có cơ hội tích lũy của cải. Hãy cùng chương trình khám phá bốn con giáp mà nếu ông nào lấy vợ sẽ đem lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình, quý vị nhé. Đầu tiên, tuổi Thân. Những quý cô sinh năm Thân mang trong mình bản lĩnh vững vàng và trí tuệ sắc sảo. Họ là những bóng hồng linh hoạt, khéo léo vận dụng sự thông minh và sâu sắc của mình vào từng khía cạnh của cuộc sống. Không chỉ thể hiện vai trò là trụ cột trong việc duy trì nền nếp và sự êm ấm của tổ ấm, họ còn là nguồn cảm hứng và là người cố vấn đắc lực, sẵn lòng đưa ra những lời khuyên tận tâm, sáng suốt cho người bạn đời trong những quyết định kinh doanh, thậm chí trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khi đối mặt với những tình huống bất ngờ căng thẳng, họ tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, sở hữu khả năng giữ vững tinh thần và hành động một cách khôn ngoan, nhẹ nhàng giải quyết mọi thách thức. Sự vị tha và lòng nhân ái cũng được biểu hiện rõ nét qua cách họ ưu tiên việc hỗ trợ, đồng hành cùng chồng. Không chỉ là người bạn đời mà còn là người đồng hành tin cậy trong mọi vấn đề của cuộc sống. Con gái tuổi Thân với trí tuệ và tài năng của mình thường xuyên góp phần trở thành nguồn sức mạnh vô hình, nâng đỡ và thúc đẩy người bạn đời của mình phát triển, cùng nhau tạo nên những thành công lớn lao và chung sức xây dựng một tương lai tươi sáng, viên mãn. Thứ hai, tuổi Mão. Phụ nữ tuổi Mão với bản tính dịu dàng và hiền lành luôn lan tỏa sự ấm áp và lòng khoan dung trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là với người bạn đời của mình. Họ ít khi để mâu thuẫn hoặc tranh cãi vô ích làm sói mòn tình cảm, thay vào đó, họ chọn cách thấu hiểu và hỗ trợ chồng mình một cách tận tâm trong mỗi bước đường cuộc sống. Với trí tuệ và sự nhạy bén, họ luôn quan sát và cân nhắc mọi diễn biến, sẵn sàng đảm nhiệm vai trò là hậu phương vững chắc, bảo vệ gia đình trước những sóng gió của cuộc đời. Đối với người chồng, việc có được người phụ nữ tuổi Mão là một phước lành, một nguồn may mắn không gì sánh bằng. Phụ nữ tuổi Mão không chỉ thông minh mà còn có năng lực kiếm tiền vô cùng mạnh mẽ. Sự hiện diện của họ là nguồn động viên tinh thần cho các đấng mày râu yên tâm công tác và phát triển sự nghiệp. Nữ tuổi Mão với bản lĩnh và trí tuệ của mình luôn toát lên vẻ quyến rũ và tinh tế, họ như những đóa hoa kiêu hãnh, không những thêm sắc cho cuộc sống mà còn khiến người khác ngưỡng mộ. Người chồng may mắn lấy được họ chắc chắn sẽ có một cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc. Đặc biệt, người phụ nữ tuổi Mão luôn giữ thái độ lạc quan trong mọi hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn giữ được bình tĩnh, mạnh mẽ và không bao giờ gục ngã trước sóng gió. Họ sống chân thành với cảm xúc và niềm tin của mình, không bao giờ bị lay chuyển bởi những thăng trầm của cuộc sống, không kể giàu sang hay khó khăn. Thêm vào đó, nếu người phụ nữ tuổi Mão may mắn kết hôn với một gia đình có điều kiện, thì không chỉ sự giàu có của người đàn ông sẽ ngày càng được cải thiện mà còn giúp cho người bạn đời của họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Thứ ba, tuổi Hợi. Những người phụ nữ sinh năm Hợi theo quan niệm phong thủy được cho là những hòn ngọc mang lại may mắn và hạnh phúc, là biểu tượng của sự thuần khiết, nguồn cảm hứng của lòng trung thực và tấm gương của sự nghiêm túc. Vẻ ngoài duyên dáng và phong cách thanh lịch của họ là minh chứng cho sự tinh tế và nguyên tắc sống đáng mến mà họ theo đuổi. Trong mối quan hệ với người bạn đời, họ không chỉ trung thành và dành trọn vẹn tình cảm mà còn là những bậc thầy trong việc chăm sóc gia đình. Từ việc sắp xếp không gian sống cho đến việc nâng đỡ tinh thần cho người thân, qua bàn tay khéo léo của họ, mọi không gian trong nhà từ hành lang đến bếp núc đều trở nên hài hòa và tiện nghi, tạo điều kiện để cả nhà có thêm thời gian chăm lo cho những mục tiêu quan trọng hơn trong cuộc sống. Phụ nữ tuổi Hợi còn là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng.
Một số người tin rằng họ mang một sức mạnh vô hình, có thể tiết kiệm cho gia đình mình nhiều năm lao động và nỗ lực, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp của người bạn đời, giúp anh ta vững bước trên con đường thành công. Đối mặt với những thử thách và khó khăn, người phụ nữ tuổi Hợi không chỉ là người giữ gìn hậu phương mà còn là nguồn an ủi, sẵn lòng lắng nghe và cung cấp những giải pháp tâm lý cho người chồng của mình. Họ hiểu biết, nhạy cảm và luôn đặt trái tim mình vào từng lời động viên, giúp người bạn đời của mình đối mặt và vượt qua mọi sóng gió. Khi chồng đạt được thành công, những người phụ nữ này sẽ là tiếng nói của sự điềm đạm, nhắc nhở chồng giữ vững lập trường và không bị lạc lối trong cám dỗ của danh vọng. Họ cũng là bậc thầy trong việc điều hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, đảm bảo sự hòa hợp và yên ấm trong gia đình. Với cuộc đời được cho là đầy may mắn, những phụ nữ tuổi Hợi được mệnh danh là những chiến binh kiên cường của hạnh phúc và thịnh vượng, luôn tỏa sáng rực rỡ trên con đường mà họ đã chọn. Thứ tư, tuổi Dần. Trong bức tranh tổng thể của 12 con giáp, người phụ nữ tuổi Dần chiếm lấy ánh nhìn bởi sức mạnh và sự quyết đoán của mình. Đúng là có những lúc những người phụ nữ sinh năm Dần có thể tỏ ra cứng rắn, thậm chí đôi chút bất hợp lý, nhưng đó cũng chính là dấu ấn của tuổi Dần, một biểu tượng của may mắn và thịnh vượng. Nữ tuổi Dần được mệnh danh là những người mang vận mệnh rực rỡ, sinh ra để hướng tới một cuộc sống đầy đủ và phong phú. Vì lẽ ấy, phụ nữ tuổi Dần sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân nên học cách mở lòng và bao dung, nếu không, sự thiếu hòa hợp có thể làm xáo trộn cuộc sống. Nhưng nếu có thể tạo nên sự hài hòa và tình yêu thương giữa vợ chồng thì không ngoại lệ, một sự thay đổi tích cực sẽ đến không ngờ. Tuổi Dần không chỉ được biết đến với khí chất mạnh mẽ mà còn là tượng trưng cho sự chính trực, kiên định và đam mê. Bất kể lĩnh vực hoạt động nào, họ cũng thể hiện khả năng tận dụng tối ưu tiềm năng của bản thân để đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Các bạn thân mến, chúng ta thường có thói quen mang những đồ vật ở nơi khác về nhà để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, trong tâm linh, có một số món đồ được xem là đồ kiêng kỵ và tuyệt đối không được mang về nhà hay dùng làm quà tặng. Dưới đây là những món đồ xui xẻo mà dù thích cỡ nào chúng ta cũng không bao giờ được mang về nhà, kẻo rước tai họa. Thứ nhất, tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác. Tiền ở đây nói đến là loại tiền lẻ 1.000, 2.000, 5.000. Sau khi đi đường, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần nhìn thấy tiền lẻ hay đồ dùng rơi rớt trên đường. Bạn nên nhớ đó là thứ đại kỵ không mang vào nhà. Tất nhiên cũng có trường hợp là người ta làm rơi đồ đạc hay tiền bạc, nhưng cũng có trường hợp người ta cố tình bỏ lại những thứ đó trên đường để giải hạn, giải xui. Hoặc tiền rải đám tang cho người quá cố, rất xui xẻo nếu đem về nhà các bạn nhé. Khi ấy, nếu bạn đem thứ đó về nhà mình, thì cũng là đang rước về điều xui xẻo cho bản thân và gia đình. Thứ hai, gương bị nứt. Gương vỡ hay nứt thì cũng không nên dùng nữa, hãy bỏ đi. Kể cả chỉ bị nứt nhỏ thì theo phong thủy cũng là điều không tốt. Khi đến gần nhà mình bị nứt cũng không nên giữ lại, chứ đừng nói gì đến chuyện mang gương nứt vào nhà. Xưa kia, chiếc gương được coi là vật không thể thiếu của các cô gái đến tuổi kết hôn, nó như một món bùa dùng để bảo vệ nhan sắc, tình duyên và cuộc hôn nhân của họ. Khi chiếc gương bị nứt hay vỡ thì cũng đồng nghĩa với những thứ mà nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau rằng khi gương không còn được lành lặn thì phải đem gói vào khăn, thêm ít muối rồi đem vứt đi, có thế mới giữ được bình an cho mình. Thứ ba, chặt lá ở cây cổ thụ. Đầu năm mới, nhiều người có thói quen đi hái lộc, nhưng nếu làm việc đó, bạn phải nhớ là tìm đến những cây nhỏ với tán lá không quá rộng, cây còn non. Hái lộc ở cây đó mới an lành. Theo quan niệm dân gian, cây cành to, nhất là cây cổ thụ mà còn gần đền chùa, miếu mạo thì dễ là nơi trú ngụ của các vong hồn. Không biết mà hái lộc không đúng cách thì dễ rước vong vào nhà. Thứ tư, ảnh của người đã mất. Không nên giữ trong nhà những tấm ảnh của người đã mất mà không phải là người thân của mình. Theo quan niệm tâm linh, mỗi một tấm ảnh đều chứa một phần linh hồn của chủ nhân. Nếu người trong ảnh không phải là người thân của bạn thì tốt nhất không nên giữ trong nhà. Khi người ấy đã chết, có người lạ ấy không quen không biết mà bạn lại đem ảnh họ về nhà, khi cẩn thận người ta sẽ oán bạn qua bức ảnh kia. Thứ năm, hòn đá ven đường. Rất nhiều người thích dùng đá cuội để trang trí sân vườn nhà mình, họ thường có thói quen lựa những viên đá đẹp bên ngoài mang về. Nhưng theo phong thủy,
Đây là hành động mà bạn phải thận trọng, bởi hòn đá bên đường không phải là thứ bạn có thể tùy tiện mang vào nhà. Thời xa xưa, những xác chết vô chủ, không người thân thích thường được đem chôn ngay bên đường hay ven sông. Người ta chôn làm phúc, nhưng cũng chẳng được kỹ càng, có khi dùng chính những hòn đá, hòn xoài nhìn thấy xung quanh để lấp mộ. Vì thế, hòn đá bình thường bạn nhìn thấy bên đường có thể chính là hòn đá đã được dùng làm việc đó. Có thể nó sẽ mang theo vong hồn của người đã chết. Điều đó lý giải tại sao người ta khuyên rằng bạn không nên tùy tiện nhặt đá bên đường mang về nhà mình. Thứ sáu, đồ trang sức bằng đá quý cũ. Đá quý là thứ đồ có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy cũng có nhiều tác dụng tốt cho người dùng. Hơn thế nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp nên thường dùng để trang trí, làm đẹp. Không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những món đồ trang sức bằng đá quý, hoặc làm bùa hộ mệnh, hoặc làm trang sức phong thủy để trợ vận tình duyên, tài lộc hay sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn có biết đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân? Chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian, món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cả các khí và hung khí, mang năng lượng tiêu cực và tai ương của người chủ. Chính vì lẽ đó mà người ta thường chỉ mua đồ trang sức đá quý là đồ mới, hiếm khi mua đồ cũ vì sợ rằng sẽ mang những điều xui rủi của chủ nhân cũ sang cho mình. Hạn chế mang đồ trang sức bằng đá quý cũ vào nhà bạn nhé, trừ khi nó đã được làm sạch, giải trừ mọi năng lượng xấu tích tụ trong đó. Thưa quý vị, việc chim bay vào nhà không phải là ngẫu nhiên mà đều mang một ý nghĩa nhất định nào đó. Nhiều người tỏ ra vui mừng, nhưng cũng không ít người cảm thấy lo lắng. Vậy điềm báo tâm linh thực sự ở đây là gì, tốt hay là xấu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo của video này nhé! Chim bay vào nhà là điềm xấu hay tốt? Nên làm gì để hóa giải thế nào? Em gửi tới quý vị câu đất lành chim đậu, lại có câu chim sa cá nhảy để nói về điềm báo. Vì chim bay vào nhà khiến mọi người không khỏi phân vân không rõ là điềm lành hay điềm dữ. Ngày xưa, thường quan niệm rằng hiện tượng chim bay vào nhà không phải ngẫu nhiên mà đều mang một ý nghĩa nhất định nào đó. Có nhiều người tỏ ra vui mừng, nhưng cũng không ít người cảm thấy lo lắng. Vậy điềm báo tâm linh thực sự ở đây là gì, tốt hay xấu? Thứ nhất, chim bay vào nhà là cát hay hung? Tốt hay xấu? Trường hợp chim mang điềm báo tốt tới, theo quan niệm dân gian, rất nhiều loại chim bay lượn vào nhà, làm tổ hay kêu hót được tin là điềm báo tốt sẽ mang lại thuận lợi, may mắn và phước lành cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình. Chim nào bay vào nhà mang theo điềm báo tốt? Các loại chim mang lại điều tốt lành cho gia chủ gồm chim khách, chim gõ kiến, công, thiên nga, vịt trời, chim cút, chim cu, chim én, chim sẻ. Vì thế, khi một trong các loại chim này bay vào nhà, thường có ý nghĩa mang lại tài lộc, sức khỏe, vận may cho gia chủ. Nếu thấy chim sẻ hay chim khách bay vào nhà nhảy nhót, nghĩa là gia đình sắp có tin vui hoặc sắp có khách tới thăm. Trường hợp chim mang tới điềm báo xấu, trong một số trường hợp, nếu thấy chim bay vào nhà nhưng lại chết ngay lúc đó, thường bị coi là điềm báo xấu. Các thành viên trong gia đình có thể gặp phải một số chuyện xui xẻo, không thuận lợi trong công việc hoặc trục trặc về tình cảm, sức khỏe. Ngoài ra, có quan điểm cho rằng nếu thấy chim trắng bay vào nhà là điềm báo trước cái chết hoặc đồng nghĩa với việc trong gia đình có thể sắp xảy ra sự việc đau buồn, tang thương. Loài chim nào bay vào nhà mang tới điềm báo xấu? Nếu một trong số các loại chim như cú, quạ, diều hâu, chim lợn bay đến nhà, đậu trên hiên hoặc đậu ở bên ngoài chỉ mở vào nhà, thì nhà đấy sẽ gặp điềm xui xẻo, chết chóc. Nếu trong nhà có người bệnh, thì khó qua khỏi. Giải thích theo hướng tâm linh thì con chim cú, chim lợn bị ghét bỏ là do ác nghiệp chiêu cảm vì không ai ưa thích loại chim này cả. Vì ác nghiệp mà chúng phải sinh ra làm những loài này. Nếu chúng đi đến đâu, không phải đó mang điềm xấu đến mà do nó tương ứng với cái nghiệp của nhà mình. Vậy ví như nhà mình sắp sửa có người mất thì sẽ chiêu cảm con chim cú đến để mọi người đánh đuổi, ghét bỏ nó. Vậy là do nghiệp mà chiêu cảm con chim này đến, chứ không phải nó mang nghiệp đến cho nhà mình. Vì nghiệp của nó là bị người ta ghét bỏ, bị người ta đánh đuổi nên ở đâu cũng bị đánh đuổi. Thứ hai, hóa giải khi có loài chim mang điềm xấu tới nhà bằng cách nào? Như đã nói bên trên, một số loài chim như chim lợn, chim cú bay vào nhà sẽ mang theo điềm báo không cát lành. Thông thường, những gia đình nào hiệp xấu, vận khí sa sút sẽ tự động chiêu cảm những con chim xấu đến. Trong trường hợp này,
chúng ta không nên xua đuổi hay đánh đuổi nó, mà quay lại đánh đuổi cái nghiệp của mình. Vì thế nên nhà nào có chim cú, chim lợn đến như thế thì nên phát tâm quy y Tam Bảo, bắt đầu từ phút, hành thiện thì dần dần chim cú đến cũng vui vẻ thôi, không vấn đề gì phải lo lắng quá. Một số trường hợp chim bay vào nhà khác, nếu vô tình nhìn thấy một đàn chim hoặc một con chim đang bay lại đổi hướng, nhiều khả năng đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm, trở ngại hoặc bị kẻ thù hãm hại, tấn công. Trường hợp này, gia chủ cần phải thật sự cẩn trọng, đặc biệt là khi đi xa hoặc làm ăn lớn. Với một số người dân, chim bay vào trong nhà được coi là điềm báo đặc biệt quan trọng. Nếu người dân đi biển mà bắt gặp chim mòng biển, nghĩa là cuộc hành trình sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và bình an. Nhưng trong lúc đi biển, nếu phát hiện một con hải âu bay quanh tàu, có thể hành trình sẽ vướng vào bất hạnh, trở ngại hay sóng gió. Nếu nhìn thấy ba con hải âu bay cùng nhau ngay trên đầu, là điềm báo về cái chết sớm. Trường hợp bạn bị phân chim rơi vào đầu, tưởng như là điều kinh khủng xảy ra đối với bạn, nhưng nhiều người tin rằng đây là một dấu hiệu chính của sự giàu có bất ngờ. Vì vậy, bạn hãy thoải mái và vui vẻ vì trong thực tế điều này được mô tả là chỉ một sự may mắn. Từ những thương gia người Hồng Kông, trước khi lên máy bay, người ta mang theo một con chim và thả ở sân bay. Nếu con chim tung cánh bay vút đi, thì họ cho đó là điềm lành và sẽ lên máy bay. Chuyến đi theo quan niệm của họ sẽ luôn suôn sẻ, may mắn. Ngược lại, họ sẽ hủy chuyến bay. Năm việc thường làm khiến bạn giàu cỡ nào cũng mất sạch, dù có 1.000 tỷ rồi cũng sẽ trắng tay, gia đạo lụi bại. Xin mến chào quý thính giả. Quý vị thân mến, chúng ta làm việc chăm chỉ, không quản ngày đêm, chịu thương chịu khó mong một ngày được đổi đời, đổi vận. Thế nhưng, làm mãi mà tiền cứ chẳng thấy đâu, nghèo vẫn hoàn nghèo. Hỏi người nọ người kia nhưng cũng chẳng ai cho bạn được một câu trả lời. Vậy có khi nào trong cuộc sống, bạn đã phạm phải một trong những sai lầm đại kỵ trong phong thủy này hay không? Trong video ngày hôm nay, chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị năm việc làm thường ngày khiến bạn tán gia bại sản, sức khỏe sa sút, tiền bạc đội nón ra đi. Hãy cùng theo dõi để không phạm phải những sai lầm đại kỵ này nhé. Việc thường hay làm thứ nhất là để tiền bạc lung tung vương vãi trong nhà. Chắc hẳn có rất nhiều người ở đây từng phạm phải sai lầm này, đó là hay để tiền lung tung trong nhà. Có lẽ mọi người thường nghĩ nhà của mình không có người lạ nên tiền đâu để đấy cũng được, không cần lo lắng gì nhiều. Nhưng xét về phong thủy, điều này rất nghiêm trọng. Muốn tài vận tốt lên thì tiền phải được tụ tập chung lại một chỗ mới tụ được tài khí. Còn khi để tiền lung tung, chính là sai lầm làm phân tán tài khí của mình. Nhiều khi đi mua bán, có lúc tiền thừa quá ít nên hay có thói quen không lấy lại. Có thể giá trị về mặt trao đổi không đáng là bao, nhưng về phong thủy thì rất quan trọng. Dù là tiền lẻ nhưng nó là của mình, nếu tiền của mình mà không thu về, nghĩa là bạn đang để tài vận về tay người khác. Ngoài ra, bạn cũng không nên đặt tiền dưới gầm giường. Có không ít người cho rằng việc đặt tiền dưới gầm giường là cách cất giữ tài sản bí mật và khéo léo. Tuy vậy, theo phong thủy, cách làm này chưa thực sự hợp lý. Bởi lẽ giường ngủ được xem là nơi xây dựng sự gắn bó, bồi đắp tình cảm, tạo sự mật thiết trong các mối quan hệ trong gia đình. Do vậy, gia chủ nên tránh đặt tiền của mình dưới gầm giường. Nếu dưới gầm giường có sự hiện diện của tiền bạc, có thể gây đảo lộn cuộc sống gia đình, vợ chồng thường xuyên xung đột cãi vã, thậm chí vợ chồng có thể ly hôn nếu có nhiều của cải tiền bạc dưới gầm giường. Việc thường hay làm thứ hai là chụp ảnh lung tung. Hiện nay, với những chiếc điện thoại thông minh giúp bạn có thể chụp ảnh mọi lúc mọi nơi hoặc quay phim nếu bạn muốn. Việc chụp ảnh giúp bạn lưu lại được những kỷ niệm đẹp. Nhưng không phải lúc nào cũng nên chụp. Nếu bạn ở đâu chụp đấy, nhất là tượng Phật hoặc những vật phẩm mang hình thù kỳ quái thì không tốt cho phong thủy. Điều này vô tình làm ảnh hưởng tới các thế lực vô hình, cả tài vận và tình yêu của bạn sẽ giảm xuống đột ngột, thậm chí là nguy hại tới sức khỏe. Việc thường hay làm thứ ba là hay cắn móng tay. Thói quen cắn móng tay tưởng như rất bình thường. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học cho rằng đó là biểu hiện của sự căng thẳng, lo lắng, thiếu cảm giác an toàn nên dùng hết vào việc cắn móng tay. Người có thói quen cắn móng tay thường là người rất đa nghi, hiếm khi tin tưởng vào người khác, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Quan niệm phong thủy cho rằng người có thói quen này sẽ khiến tài lộc tiêu tán, tình duyên gặp cản trở. Việc thường hay làm thứ tư là uống trà vào ban đêm.
hẳn là có rất nhiều người thường có thói quen nhâm nhi tách trà vào buổi tối mà không biết rằng đây là một điều cấm kỵ trong phong thủy vì có thể làm hại đến loại khí tốt của bạn. Bởi theo ngũ hành, trà thuộc mộc, đại diện cho một sức sống trường khí tích cực. Trong khi đó, ban đêm lại thuộc về trường khí trầm ổn, cần chậm rãi và tĩnh lặng. Vì vậy, khi hai trường khí này gặp nhau, dẫn đến trạng xung khí không tốt cho sức khỏe cũng như vận mệnh của người thưởng trà. Ngoài ra, việc thường làm là tùy tiện di chuyển cốc phong thủy cũng mang đến xui xẻo. Quý vị thân mến, trong phong thủy, cốc ngậm tiền hay còn gọi là thiềm thừ là một linh vật rất được ưa chuộng sử dụng để cầu tài lộc. Theo kinh nghiệm trong phong thủy, thiềm thừ thông nhân tính nên khi khai quang, tốt nhất chỉ nên có một mình gia chủ. Sau ngày khai quang, thiềm thừ nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ mãi mãi phù hộ cho người đó. Có nhiều gia đình hay trưng bày thiềm thừ ở bàn thờ thổ địa, thần tài. Ban ngày cho cốc hướng ra ngoài cửa, tối đến quay cốc hướng vào trong nhà. Tuy nhiên, đó là một sai lầm phong thủy xua đuổi tài vận. Những linh vật khi đã trưng bày không nên quay đi quay lại nhiều lần theo nhiều hướng. Cách tốt nhất và đúng nhất là đặt cốc hướng vào phía trong nhà, đặc biệt là hướng vào bàn thờ ông địa thần tài, tượng trưng cho việc cốc mang tài lộc nhảy vào trong nhà bạn. Ngoài ra, cũng có thể đặt thiềm thừ dưới gầm bàn làm việc, ghế, trong tủ, trong két sắt với đầu hướng vào bên trong, lưng quay ra bên ngoài. Một số vị trí cực kỳ kiên kỵ khi đặt cốc thiềm thừ đó là trong phòng bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh. Nếu đặt ở những vị trí này, cốc sẽ trở nên hung dữ, mang lại vận rủi, tàn phá năng lượng tốt đẹp của gia chủ. Việc thường làm thứ sáu là cho người khác mượn giường ngủ. Có thể thấy rất nhiều người hiếu khách nên khi khách đến nhà vào buổi tối, giường ngủ không đủ chỗ liền giải chiếu, giải đệm ngủ dưới nền nhà hoặc ra ghế sofa ngủ để nhường cho khách ngủ trên giường. Nhưng quý vị ơi, tuyệt đối không nên để cho khách ngủ trên giường của mình đâu. Nếu như là người nhà đương nhiên không ngại. Nhưng nếu là người không cùng huyết thống, ở phòng ngủ lại ngủ trên giường của bạn, thậm chí là cho nam nữ ngủ chung với nhau ở trên giường của bạn, thì như vậy sẽ dẫn đến vận thế của bạn đi xuống. Cũng giống như bạn tuyệt đối không được cho người khác mượn đồ lót của mình. Việc thường hay làm thứ bảy là để các cửa sổ đối diện nhau. Quý vị thân mến, thực tế hiện nay cho thấy một số tòa nhà được xây dựng rất sát nhau và cửa sổ của các tòa nhà này sẽ không thể tránh khỏi tình trạng đối diện nhau. Từ quan điểm phong thủy, kiểu cửa sổ tài lộc này là mô hình điển hình của sự phá sản. Nếu cửa ra vào và cửa sổ nằm trên cùng một đường thẳng, thì tiền bạc của gia đình đó sẽ dễ dàng tiêu tan. Dù chúng đem đến sự mát mẻ vào mùa hè và không khí thông thoáng vào mùa đông cho ngôi nhà, nhưng lại rất xấu đối với sức khỏe và vận may tài lộc của gia chủ. Các cửa sổ nhìn thấy dấu hiệu chữ thập bên ngoài có một phép ẩn dụ trong phong thủy, ví cửa sổ giống như đôi mắt của con người và mỗi ngày chúng ta đều mở chúng ra. Nếu cửa sổ đối diện hoặc nhìn thấy dấu hiệu chữ thập hình cây thánh giá bên ngoài, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Bởi vì dấu hiệu chữ thập đại diện cho tôn giáo, bệnh viện và là dấu hiệu thuộc về linh hồn ma quỷ. Trong phong thủy, nó có thể tác động rất nhiều đến sức khỏe cá nhân, dễ kích động mặt phản diện và hành vi sai trái, dẫn đến những khó khăn trong tài chính. Nhà có cửa sổ đối diện với con đường dài và thẳng là không may mắn, bởi nếu những chiếc xe đi từ phía con đường về thẳng hướng cửa sổ nhà bạn, sẽ gây ra bất lợi lớn về sức khỏe và tài chính cho gia chủ. Ngược lại, nếu xe đi sai làn ngược chiều, tức là hướng từ phía cửa sổ nhà bạn tới con đường dài và thẳng, thì của cải sẽ theo đó mà đi sạch, thất thoát hết, thậm chí là phá sản phải bán nhà. Bên cạnh đó, việc kê giường ngủ dưới cửa sổ là điều không nên bởi nó dễ gây khó ngủ, ngủ không ngon giấc. Cũng như những tai họa đổ xuống đầu cũng dễ gây hại đến đầu và tim mạch. Chính vì thế, quý vị nên lưu ý khi sắp xếp vị trí giường ngủ, sao cho có thể đảm bảo yếu tố phong thủy để không rước họa vào người. Việc thường làm thứ 8 là để cây khô héo trong nhà. Quý vị thân mến, có thể thấy hầu hết các gia đình đều có thói quen trồng cây xanh trong nhà. Cây xanh không chỉ giúp làm đẹp không gian mà còn giúp không khí trong lành hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần phải chăm sóc, giữ gìn cây sao cho tươi tốt. Nếu để cây héo úa thì tốt nhất nên bỏ ngay đi. Cây xanh sẽ góp phần điều hòa phong thủy, giúp tăng tài vận, gia đình thêm nhiều tài lộc. Nhưng cây đã chết khô thì không có tác dụng này nữa mà ngược lại, còn làm tiêu hao năng lượng tích cực và ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ. Quý vị hãy chú ý đến những loại cây có gai nhọn,
không nên trồng trong nhà. Đặc biệt là trong các chậu cảnh, không nên để cây khô héo hoặc cây chết. Hành động này khiến cho vận khí tiêu tan, năng lượng tiêu cực tích tụ, công việc khó thuận lợi. Mặt khác, cây cối tốt tươi sẽ giúp cân bằng sinh khí trong nhà. Chính vì thế, việc chăm sóc cây cối trong nhà là một điều không thể thiếu. Đối với một số loại cây cảnh trong nhà như cây kim ngân, cây phát tài, cây kim tiền, vân vân, nếu chúng héo úa sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ, thậm chí làm cho gia đình hao tiền tốn của, kinh doanh thua lỗ, bế tắc triền miên.